Nhà siêu hình học Trung Quốc Trác Quang Lăng dự đoán nửa cuối năm 2024, tiên đoán lớn về tác động của dịch bệnh, thiên tai và đất nước Hoa Kỳ. Ít ai biết rằng ở Hồng Kông có một nhà tiên tri học thuật tên Trác Quang Lăng. Bà nổi tiếng với tiên đoán chính xác về sự bùng phát đại dịch bệnh vào năm 2019. Trác Quang Lăng nói rằng rất nhiều người sẽ qua đời, các cửa hàng sẽ phải đóng cửa vì dịch bệnh này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bà còn chỉ ra được những ngành nghề nào sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đầu tiên. Có thể nói rằng, ngoài những nhà tiên tri tên tuổi, thì Trác Quang Lăng là nhà tiên tri duy nhất ở Hồng Kông đã dự đoán chính xác về sự bùng phát của dịch bệnh COVID vào năm 2019. Trong năm 2024, bà còn đưa ra nhiều tiên đoán chi tiết về sự thay đổi của thế giới trên nhiều phương diện. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Rất nhiều người đã xem lại các video trong lịch sử và mới nhất của Trác Quang Lăng. Họ phát hiện ra rằng tỷ lệ chính xác trong những dự đoán của bà là rất cao. Trên thế giới hoặc trên mạng Internet có không ít những nhà tiên tri từ hàng thập kỷ, hàng thế kỷ trước, nhưng họ hoặc là đã qua đời, hoặc là những lời tiên tri để lại quá mơ hồ, khiến chúng ta khó lòng xác định mức độ chính xác. Vì vậy, một nhà tiên tri người Hoa còn sống và có tỷ lệ dự đoán chính xác cao như Trác Quang Lăng là điều rất hiếm có. Với tài năng phi thường và sự kế thừa sâu sắc của mình, bà đã trở thành đại diện quan trọng trong giới huyền học Hồng Kông. Ngay từ nhỏ, Trác Quang Lăng đã được đào tạo một cách nghiêm ngặt, học hỏi phương thức dự đoán tâm linh và kế thừa truyền thống huyền học của gia đình. Ngoài ra, bà còn được xem là hóa thân của thất nữ Sinh Thất Công Chúa. Điều này khiến Trác Quang Lăng càng trở nên bí ẩn hơn. Sau khi trưởng thành, bà đã trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hồng Kông nhờ vào những bố trí phong thủy và bùa chú độc đáo của mình để thu hút tài lộc. Vậy nên có rất nhiều người nổi tiếng đã tìm đến Trác Quang Lăng để xin lời khuyên cho công việc và cuộc sống. Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Trác Quang Lăng đã dự đoán chính xác về sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Nhiều người cho rằng dự đoán chính xác về đại dịch này phải kể đến thần đồng tiên tri người Ấn Độ Adnan, với tiên đoán được đưa ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, khi xem lại đoạn phim gốc, chúng ta sẽ thấy rằng Adnan chỉ nói về một cuộc chiến tranh và một đại dịch toàn cầu, nhưng không chỉ ra cụ thể là bệnh gì. Trái lại, trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trác Quang Lăng đã trực tiếp dự báo rằng năm 2020 sẽ có một đại dịch lây nhiễm xảy ra. Ngoài ra, bà còn nêu rõ ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với kinh tế và cuộc sống. Ngoài ra, nhiều dự đoán khác của Trác Quang Lăng cũng đã trở thành sự thật, như việc xung đột Nga-Ukraine sẽ không kết thúc mà sẽ càng trở nên ác liệt hơn. Vào ngày 31 tháng 8, 2021, trong một video bà dự đoán rằng nước Anh sẽ có nữ thủ tướng thứ ba và đến tháng 9 năm 2022. Kết quả thực sự chính xác như dự đoán khi bà Mary Elizabeth Truss chính thức trở thành thủ tướng của Vương quốc Anh. Sự chính xác trong những dự đoán đã khiến nhiều người phải kinh ngạc về khả năng tiên tri của bà. Trác Quang Lăng là một trong số ít những nhà tiên tri hiện đại có khả năng nhìn thấy tương lai. Ngoài ra, bà còn là một nhà chiêm tinh học xuất sắc. Trong năm 2024, bà đã đưa ra những dự đoán chi tiết từ kinh tế đến thảm họa tự nhiên và tình hình phát triển toàn cầu. Trác Quang Lăng nói rằng năm nay sẽ có nhiều thảm họa tự nhiên như mưa lớn, hạn hán cùng nhiệt độ cao, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện và liên tục tăng lên vào cuối năm. Có vẻ những dự đoán của bà cho nửa đầu năm đã được chứng minh là chính xác. Vậy những dự đoán chi tiết của Trác Quang Lăng cho năm 2024 này là gì? Dựa vào nội dung đăng tải trên trang cá nhân, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bà đã đưa ra hơn 100 lời tiên đoán về năm 2024 trên toàn thế giới. Trong đó có 5 sự kiện quan trọng nhất. Đầu tiên là vào cuối năm 2023, Trác Quang Lăng nói rằng vào năm 2024, tại một vài quốc gia như Mỹ, Đài Loan và Nhật Bản sẽ xảy ra một số trận động đất. Thực tế chứng minh thì chỉ mới đầu năm 2024, Nhật Bản đã xảy ra 2 trận động đất mạnh trên 6 độ Richter. Ngoài ra, vào tháng 3 và tháng 4, khu vực biển của huyện Hoa Liên thuộc Đài Loan đã xảy ra động đất 7,2 độ Richter. Điều khiến người ta lo lắng là tiên đoán mới nhất của Trác Quang Lăng đã nói rằng Đài Loan có thể sẽ phải hứng chịu thêm những trận động đất mới vào nửa cuối năm 2024. Ngoài ra, vào tháng 7 năm nay, tại một địa điểm chưa xác định sẽ xảy ra động đất và sóng thần. Lời tiên đoán thứ hai nói rằng
Hàn Quốc sẽ trải qua nhiều biến động và xáo trộn chính trị trong nửa cuối năm, cùng với các hoạt động quân sự hợp tác với các quốc gia khác. Tình hình kinh tế của quốc gia này cũng không khả quan, các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Về mặt y tế, cả thế giới đều cần chú ý phòng ngừa sự xuất hiện của virus mới. Bên cạnh đó, chúng ta cần đề phòng nguy cơ cao về cháy nổ và lũ lụt do gió bão tạo ra, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông sản và nhà cửa, thậm chí đe dọa tính mạng của con người. Điều thứ ba mà chắc Quan Lăng nhắc đến chính là tình hình chính trị Nhật Bản sẽ có nhiều biến động, thậm chí là việc thay đổi nhà lãnh đạo, cũng như việc xả thải hạt nhân sẽ tiếp tục là nguyên nhân gây ra tranh cãi trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, quốc gia này còn có nguy cơ gặp phải virus mới và biến thể mới. Vì vậy, việc thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm trùng là một vấn đề cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đối với thị trường chứng khoán tại Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung, việc theo dõi và đánh giá tình hình là điều không thể thiếu, bởi sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến tài sản và đầu tư của chúng ta. Do đó, cần phải cẩn trọng và thông minh trong việc đưa ra quyết định. Thiên tai luôn là một nguy cơ lớn đối với mọi quốc gia và việc chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp là điều cần thiết. Vậy nên, một quốc gia mạnh về quân sự như Mỹ đã cam kết hỗ trợ một quốc gia khác trong năm 2024. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ và hợp tác quốc tế trong bối cảnh thách thức từ thiên tai và các thảm họa tự nhiên khác. Bởi theo dự đoán của Trác Quan Lăng, thì năm 2024 sẽ có nhiều thảm họa nặng nề do bão, lốc xoáy và hạn hán. Thậm chí là nhiều trận động đất với cường độ trên 8 độ Richter sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến nông nghiệp và nền kinh tế thế giới. Điều cuối cùng mà Trác Quan Lăng nhắc đến cũng là điều mà thế giới đang vô cùng quan tâm. Đó là kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả thắng lợi trong lần bầu cử này sẽ thuộc về Donald Trump. Những dự đoán về tương lai luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người. Bằng những dự đoán toàn diện về thị trường chứng khoán toàn cầu, vào năm 2022, tất cả dự đoán của bà về thị trường chứng khoán đều mang đến độ tin cậy rất cao. Việc nhà tiên tri Trác Quan Lăng đưa ra những dự đoán về thị trường chứng khoán cùng các sự kiện quan trọng khác đã mang lại cho chúng ta cái nhìn mới và thú vị về tương lai. Bạn nghĩ những dự đoán trên có thể trở thành sự thật hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.